Chúng ơi, anh không hiểu nổi sao em lại làm như này. Tại sao? Khách hàng người ta muốn như này cơ mà. Sửa lại cho anh không biết lý do. Không cần biết. Bạn chịu áp lực trong công việc. Anh đi đâu giờ này mới về đấy? Anh đi nhậu đúng không? Con ở nhà thì em chăm cả ngày. Anh không về chăm cùng em mà anh đi nhậu như thế. Lương tháng anh chưa có suất, anh cứ đi thôi. Đi thôi đi. Bạn chịu áp lực từ gia đình. Sao năm được không bạn ơi? Cuối năm kẹt lắm. Bạn chịu áp lực từ chính những người bạn của mình. Trên đây lại có ai chịu nhiều áp lực như tôi không? Tất nhiên là có rồi. Kệ đàn anh Inochi chịu được trọng lượng lên đến 150kg. Bền bỉ chắc chắn như làm từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh cao cấp. Sản phẩm đang được ưu đãi lên đến 45% tại TikTok Shop của Inochi. Khám phá ngay bạn nhé!